Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chuỗi Quỳnh Share, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà Mercury Inspiration. Và theo sau cái số đầu tiên mang tựa đề là lội qua bể khổ, thì ngày hôm nay tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với cái nội dung tiếp theo, đó chính là học cách chấp nhận. Đó là khi mà chúng ta đã nhận diện được rằng cuộc đời này đúng là một cái bể khổ, và liệu chúng ta cần phải biết bơi, chúng ta cần phải biết quán xuyến tất cả những cái vấn đề của mình, thì chúng ta mới có thể bơi qua cái bể khổ này một cách an toàn, để rồi qua đến bến bờ bên kia, chúng ta sẽ vẫn là ta thôi, nhưng mà ta sẽ tỉnh thức hơn, ta giỏi giang hơn, ta bình ổn hơn, ta vững vàng hơn ha, và ta an yên hơn. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm được để có thể gọi là biết bơi ha, để lội được một sách xương xương đi qua cái bể gọi là cái bể đời đầy khổ đau này, đó chính là chấp nhận. Vậy thì chỉ một cái chữ chấp nhận thôi, hai cái chữ rất là đơn giản đó. Nhưng mà khi mà đem cái điều này thật sự áp dụng vào trong cuộc sống với những cái hoàn cảnh cụ thể của mỗi con người thì rõ ràng là ai cũng thấy rất là khó, phải không? Rất là nhiều người gặp Quỳnh Hương nói tôi rất là khổ vì chồng, tôi rất là khổ vì con tôi rất là khổ vì cha tôi rất là khổ vì mẹ tôi. Cái thời mà Quỳnh Hương làm thay lời muốn nói là đã nhận được rất nhiều những cánh thư giống như vậy rồi, hoặc là bạn khổ vì tình, hoặc là bạn khổ vì chính bản thân mình, bạn cảm thấy bạn loay hoay và bạn không thể nào hóa giải được, vân vân. Cho nên là càng về sau này khi mà cái trang Quỳnh Hương Lê Đỗ mở ra, và sau khi tụi mình đủ duyên để lĩnh hội được những cái giá trị sâu màu của nhân số học và mở được những cái khóa học về quản trị cuộc sống với nhân số học, thì cái lượng người mà gọi là tìm tới tụi mình vì cuộc đời của họ đang chịu một vài những cái điều khổ đau hoặc là phiền muộn á, thì nó vô cùng là thiên hình vạn trạng. Chính vì vậy, làm sao để cho chúng ta gọi là khi mà đã biết cái lý thuyết là phải chấp nhận rồi, thì bây giờ mình phải làm sao để mà đưa cái khái niệm chấp nhận này được vào trong cái cuộc sống của mình, và mình biết chấp nhận, hoan hỷ, vui vẻ với những gì mình đang có. Quỳnh mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp bài thứ hai nha. Những năm gần đây, từ từ ngẫm nghiệm ra một trong những điều ta có thể chủ động làm được để buông bỏ những sầu khổ, oán thán hay giận dữ chính là chấp nhận vạn sự tùy duyên. Nghĩa là trong cuộc đời này không có bất cứ cái gì diễn ra là do ngẫu nhiên, mà nó là hệ quả của một loạt những cái dây mơ rễ má từ nợ nần hay ơn nghĩa nhau giữa vạn vật, giữa muôn ngàn con người từ bao nhiêu tiền kiếp dẫn dắt dây cho tới ngày hôm nay. Nghĩa là mọi sự diễn ra là cái ắt phải diễn ra, ta có muốn nó không xảy ra như vậy thì cũng không được, mà ta muốn nó lái theo hướng ta mong ước thì cũng không được. Nói như tác giả bà Dasani Dean trong cuốn Minh Triết Trong Đời Sống, thì cuộc đời này giống như là một cái vở kịch khổng lồ mà ở trong đó ta và muôn vạn người khác chỉ là những diễn viên được phân công những vai diễn ấy mà thôi. Mà vì chỉ là diễn viên thôi nên ta đâu có được chấp bút viết kịch bản của vai diễn này, chỉ có thể tận lực diễn cho tốt cái vai hay là cái phần diễn đó, để rồi ông đạo diễn ở đâu trên cao xanh ấy, ông ấy nghe được, rồi ngẫm nghiệm, rồi cân đo đong đếm các nỗ lực của ta, để rồi từ đó ông ấy có thể viết tiếp đoạn sau tốt hơn, sáng hơn hay u tối tệ hại hơn. Nhưng mà hãy nhớ, cái nhiệm vụ viết kịch bản là của ông đạo diễn, không phải là của chúng ta nha. Nghĩa là phần của chúng ta là tận lực làm cho tròn những gì cuộc đời giao phó theo cách thức thiện chí hết mức có thể. Đừng sa vào một trong hai bi kịch sẽ dẫn đến cái khổ. Bi kịch thứ nhất đó là diễn nhập vai quá, tưởng luôn mình chính là nhân vật ấy. Chỗ này hơi khó mường tượng ha, là bởi vì phần lớn các bạn sẽ nói là bạn sinh ra với thân xác này, trí óc này, thì bạn không chính là thân xác này, vậy chứ là ai? Thật ra bạn ngẫm kỹ lại đi ha, cái thân xác này vốn là hữu hạn. Bạn thấy đó, vòng đời của con người chúng ta trung bình có 60 năm, ai giỏi lắm thì kéo dài cũng được 90-100 năm, rồi thì cũng có lúc phải trả cái xác thân này trở về với cát bụi mà thôi. Nhưng mà cái phần thức của bạn thì vẫn còn đó, nó sẽ theo bạn cùng với những cái combo nhân duyên quả mới để đi vào một đời sống mới, lại bắt đầu lại từ đầu. Như thế có phải xét theo một khía cạnh nào đó,
phần đời chương này của bạn chỉ là một cái lớp diễn của cả một hành trình dài của tâm thức không? Điều này sinh ra nhiều cái lợi lắm nè. Khi mà bạn tức giận hay bạn đau khổ, hãy thử tập tách bạn ra khỏi cái con người tên X, tức là bạn đó. Bạn hãy tập nhìn cái con người tên X đó. Bạn gắn cái tên bạn vô chữ X đó là được ha. Bạn hãy tập nhìn cái con người tên là X đó từ ngoài nhìn vô như là một con người khác. Bạn sẽ quan sát được vì sao mình đang tức giận, vì sao mình đang đau khổ, rồi nguyên nhân vì sao ta ra nông nỗi này, và có cần phải tiếp tục nhúng mình vào những cái cơn tức giận hay đau khổ đó hay không. Người xưa có cái câu là giận mất khôn. Rất nhiều người có trí khôn đầy đủ, nhưng một khi đã lâm vào cơn giận rồi thì không thể nào còn khả năng kiểm soát được lý trí của mình nữa. Từ đó dẫn đến quá nhiều những hệ lụy, những tổn thất, những đau đớn trầm kha, cũng chính từ cái việc đã lún quá sâu vào cái bản ngã không thể tự thoát ra được này rồi. Nếu có thể tập tách mình ra khỏi bản thân và quan sát mình một cách khách quan mỗi khi gặp chuyện bất ý trong đời sống, thì ta còn có thể kiểm soát được mình ở nhiều điều khác nữa. Tỉ như là ta sẽ giữ được tâm trí ta bình thường hay cân bằng hơn nè, minh mẫn sáng suốt hơn khi đưa ra các hướng đi để giải quyết các vấn đề một cách khôn ngoan hơn, vân vân. Ta hiểu rằng đó cũng chỉ là một phần duyên đã đưa đến cho ta những khả năng đó, những hướng đi đó, hoặc chỉ đơn giản là chấp nhận mọi chuyện xảy ra là một phần hệ quả tất yếu của những gì ta buộc phải trải qua và điềm tĩnh đón nhận nó vậy thôi. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với cái bi kịch thứ hai. Đó là không cam lòng trước phần kịch bản mà đạo diễn Cao Xanh đã ấn vô bắt cho ta diễn, mà ta sẽ đòi viết lại kịch bản theo ý mình. Dĩ nhiên, nhiều bạn đọc tới đây đã phải phản ứng ngay rằng cuộc đời ta phải do ta làm chủ chứ. Dĩ nhiên, đó là cái mà bạn mong muốn, nói nôm na là dục cầu đó. Nhưng mà mình hỏi thiệt, có ai dám chắc 100% ngày mai đến thì cuộc đời bạn sẽ như thế nào không? Hay là năm sau? Hay là 10 năm sau nữa? Tất cả chỉ là ước muốn của bạn. Ai giỏi lắm thì đặt ra mục tiêu và vững vàng từ từ xây từng viên gạch để đạt đến mục tiêu đó. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn kỹ lại bản chất của việc này, thì có phải tất cả đang quy về mục một, nghĩa là bạn chỉ đang cố gắng để làm thật tốt vai diễn đổi đời của mình đúng không? Và nếu việc ấy thuận duyên, thì bạn sẽ được đạo diễn Cao Xanh ghi nhận và cuộc đời của bạn sẽ chuyển biến một cách tích cực và tốt đẹp. Chứ nếu mà bạn nói, tôi muốn như vậy mà chắc chắn tôi phải bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn để đạt cho được cái điều mà tôi muốn đó, thì bạn có chắc bạn sẽ được chứ? Hay là chẳng một khi bạn đã cần mẫn tích cóp được 99% cái thứ mà bạn đã dày công thu gom được, rồi bỗng dưng một cơn vô thường tới, thì tất cả rồi cũng lại trắng tay, mà thậm chí đến cái mạng của chính bạn, bạn còn không chắc nữa là đúng không? Vì vậy, bài học từ khả năng bi kịch số 2 này là chấp nhận và chỉ nỗ lực tận cùng để vun đắp, mà cũng đừng có đặt nặng quá mức vào kết quả nó sẽ được như thế nào. Có một câu mà bà Dasani Dayan cũng đã từng nói trong cuốn sách mà mình nhắc qua ở trên, rằng nếu mà bạn đã không thể kiểm soát được chặng đầu của chương đời này, nghĩa là lúc bạn sinh ra, bạn đã không được chọn cái thời điểm bạn sinh ra, bạn cũng không chọn được cha mẹ bạn là ai, cũng không chọn được môi trường sống của bạn là thế nào, hay là bạn cũng không kiểm soát được lúc cuối chương đời, có nghĩa là lúc nào bạn sẽ qua đời bằng cách thức nào, vân vân, thì tại sao bạn lại mơ tưởng rằng bạn có thể kiểm soát được khúc giữa vậy, đúng không? Thiệt ra, ông đạo diễn Cao Xanh mà mình nhắc ở trên, nhân vật trùm cuối đầy quyền uy đó, đã tồn tại như một phần của hiện thực cuộc sống từ nhiều ngàn năm nay và rất nhiều tên gọi, rất nhiều những mường tượng về nhân dáng khác nhau trong nhiều tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau. Những người không theo tôn giáo hay tín ngưỡng nào cụ thể thì cũng không thể phủ nhận sức bao quát và quyền năng đặc biệt này và thừa nhận điều này với khái niệm là Universal Intelligence, tức là trí thông minh đại đồng. Trí thông minh đại đồng này là một cỗ máy thông minh tuyệt đỉnh mà cho đến nay chưa có nhà khoa học nào có thể khám phá hết độ sâu rộng và khả năng vô tận của nó.
chỉ biết rằng cái cổ máy này âm thầm ghi nhận mọi việc bạn làm, mọi cái câu bạn nói, mọi suy nghĩ phát khởi từ trong tâm của bạn, và âm thầm cộng cộng trừ trừ với N những việc làm, suy nghĩ, lời nói của bạn từ N tiền kiếp, tức là vô lượng kiếp cho tới nay đó, để cho ra một cái kịch bản automatic mà chúng ta đang diễn trong phần đời này đó. Như một câu khác của cổ nhân Phương Đông rằng: tận nhân lực, tri thiên mệnh. Cứ nỗ lực tối đa đi, nhưng cũng nên đủ khôn ngoan mà biết chấp nhận số phận của mình đã đi tới đâu thì mình đi theo tới đó. Câu này mình ngẫm từ rất lâu rồi, hình như từ cuốn sách đầu tiên An Nhiên Mà Sống là mình cũng đã nhắc tới câu này rồi, phải không? Và cho đến nay vẫn là một trong những câu nằm trong lòng của mình để sống, để sẽ không quá đau khổ trước những bất ý sau bao nỗ lực của ta, cũng không uất ức hay tuyệt vọng trước những thử thách gian nan mà cuộc đời đưa đến. Từ đó để suy ra rằng, cho dù hệ tư tưởng có đa dạng phong phú đến cỡ nào, thì các triết lý sống cốt lõi của cả Đông Tây đều gặp nhau ở điểm rằng, khuyên chúng ta phải biết chấp nhận mọi chuyện đến với mình. Và điều này đã được chứng thực hẳn trong cả phương diện khoa học. Còn nhớ bài viết đầu tiên trong series Dọn Lòng Đón Tết này không? Mình có nói rằng cố gắng buông bỏ những tủi nhục, thương tổn, đau khổ, giận dữ vốn mang tần số năng lượng rất thấp, rất có hại cho sức khỏe và tuổi thọ, để cố gắng vươn đến sự chấp nhận mọi việc như nó vốn xảy ra, ta sẽ đưa được tần số năng lượng trong con người ta lên khá cao để sống một cách khỏe mạnh và trường thọ. Vì vậy, khi mà chúng ta đang ở trong những cái ngày tháng cuối cùng của một năm cũ, để rồi chuẩn bị bước sang một năm mới với khá nhiều những thử thách mới và nhiều cơ hội mới, thì chúng ta sẽ nên ngẫm lại một lần nữa bốn triết lý rất sâu sắc của người Ấn Độ cổ xưa để dọn lòng đón Tết cho nó ngon này nha. Cái điều thứ nhất, tất cả những việc xảy ra vốn là việc phải xảy ra. Tất cả đều do trí thông minh đại đồng nhào nặn và sắp xếp, thành ra không có cái gì mà xảy ra tình cờ hết nha. Bạn không thể né, cũng không thể cãi, chỉ chấp nhận thôi. Đừng bao giờ cảm thấy hối hận hay là giá như gì hết á. Tại sao lúc ấy ta không chọn phương án A mà lại chọn phương án B? Tại sao lúc ấy ta ngu quá vậy? Tại sao lúc ấy ta không tránh việc Y mà lại lao vô việc X? Như đã nói, mọi chuyện ở trên đời này không có cái gì là ngẫu nhiên xảy ra hết. Vì vậy, việc bạn phải lao vô phương án A, hay sao lúc đó bạn không thông minh hơn, hay lúc đó sao bạn lao vô việc X mà không tránh việc Y, vân vân, tất cả đều đã được sắp xếp sẵn bởi trí thông minh đại đồng, tự động nhào nặn các nhân mà bạn đã tạo ra từ muôn vàng tiền kiếp, để bây giờ tạo thành muôn vàng các cái cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, rồi bắt bạn trèo lên đi đó, được chưa? Nguyên tắc thứ hai, đó là tất cả những ai ta gặp đều là những người phải gặp. Mỗi người trong cuộc đời này đang tự vận hành theo cái quỹ đạo của duyên và nghiệp riêng của họ. Việc ta vướng vào họ trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời là cái duyên và cái nghiệp cộng của ta với họ. Nên nếu họ có thể mang đến cho ta những điều tốt đẹp thì thiệt là vui và ấm áp quá rồi. Còn không được như ý ha, thì cũng là hệ quả của duyên và nghiệp rồi. Họ sẽ mang đến cho ta những bài học. Bạn kháng cự, bạn nói không, không, tôi không muốn nhận những bài học thương đau từ họ, từ những cái thương tổn, tủi nhục, sầu khổ, lọc lừa đó. Hãy đọc tiếp triết lý số 3 sau đây. Nguyên tắc thứ 3, đó là tất cả những gì cần đến nó sẽ đến. Tức là sao? Đã là phúc thì không phải là họa. Mà đã là họa thì bạn có tránh khỏi không? Mà theo đúng quy luật nhân quả thì cái trí thông minh đại đồng đấy phát hiện ra bạn đang cố gắng tránh né cái họa từ con người này thì sẽ thân ái tặng cho bạn một cái họa khác. Levels the same or even more. Tức là cùng cỡ hoặc tệ hơn hen. Cho nên cách tốt nhất là hoan hỷ tiếp nhận cái ca khó này đi bạn ơi, rồi tùy chiêu tiếp chiêu, rồi phát tâm từ ra mà hóa giải họ dần dần. Nếu mà bạn thành công thì bạn cũng được một cái kinh nghiệm tốt đẹp, đúng không? Nếu bạn chưa thành công hoặc không thành công thì bạn sẽ có thể rút kinh nghiệm cho những lần sau khôn ngoan và tỉnh táo hơn chứ sao. Và nguyên tắc thứ tư, đó là cái gì đã qua cho qua. Bởi vì chính từ ba triết lý ở trên
mới dẫn ra cái điều số 4 này nè. Cái đeo theo con người ta nặng nề nhất chính là những gì đã qua mà chúng ta không thể cho qua được. Một người vợ đã ly hôn chồng một năm mấy, nay chồng mới lấy vợ mới, vẫn thấy đau lòng đến mất ăn mất ngủ. Một người mất cái ví tiền chứa 20 triệu, lòng xót xa không nguôi, coi như mỗi ngày mất thêm 20 triệu nữa. Một người tức giận vì bị lừa gạt, tình cảm đau đớn, phẫn hận, hậu quả vừa mất luôn cả cuộc sống an yên của chính mình, vừa có khả năng gây án vì không cam lòng để cho kẻ lừa gạt đó yên thân, vân vân. Tóm lại, càng sống càng thấy cuộc đời này có rất nhiều tầng tầng lớp lớp những duyên nghiệp cài cắm đan xen, phức tạp cùng vi diệu, không hề chỉ là lớp bề nổi như lớp bọt sóng mà ta đang thấy trên mặt biển đời đâu bạn ơi. Cho nên, bước đầu học cách chấp nhận được mọi chuyện ấy càng nhiều càng tốt là ta đang phần nào dọn dẹp lại cái cõi lòng rối rắm của ta rồi. Còn làm sao để có thể hiệu quả bước vào năm mới mà giảm thiểu những rủi ro, tận hưởng thêm nhiều hơn được những niềm vui, thì hãy vận hành theo duyên và cố gắng nhìn ra các pháp trong vạn vật, trong mọi chuyện đang diễn ra quanh mình. Điều này mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn trong bài viết tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta hãy học cách chấp nhận mọi cái theo duyên, để rồi chúng ta thật là tùy hỷ và an vui trong những ngày tháng cuối năm để dọn lòng đón Tết này cả nhà nhé. Gửi niệm lành cho tất cả. Bài viết hoàn thành vào tháng 2 năm 2019 và bài audio được thực hiện vào tháng 12 năm 2021. Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy Team.